giờ xin mời bạn nữ tiến ra sân khấu. Mời đàn trai. Rồi, chào anh trai. Mời đi em. Mời bên đàn gái giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Thư. À, em chào anh Linh. Chào em. Dạ, chào anh bên kia và quý vị khán giả. Em tên là Võ Thị Bích Tuyền. À, năm nay em 28 tuổi. Em quê ở Vĩnh Long. Hiện tại em là giáo viên mầm non cũng ở Vĩnh Long luôn ạ. Rồi, xin mời bên đàn trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư, chào toàn thể quý vị khán giả. Xin chào bạn bên cạnh. Dạ. Em xin tự giới thiệu, em tên Thắng, họ Trần Lót Văn, tên đầy đủ ba chữ là Trần Văn Thắng. Nhà em ở xã Quân Trung, có huyện Thống Nhất, có tận Đồng Nai. Dạ, em năm nay 28 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại tận Đồng Nai. Đồng Nai luôn. Em có những ưu điểm gì, khuyết điểm gì hả Thắng? Dạ, em xin nói về cái phần khuyết điểm trước ạ. Dạ, em nói chuyện với con gái rất là nhét nè. Nấu ăn thì cũng rất là tệ, đôi khi cũng có một chút là hơi nóng tính. Dạ, còn về phần ưu điểm của em là một người cũng khá là vui vẻ, hài hước và em cũng biết một chút làm thơ ạ. Ồ, biết. Dạ. Làm thơ hả? Dạ. Vậy giờ mình làm liền một bài thơ hay một đoạn thơ, một câu thơ nào được không? Dạ, đến với chương trình ngày hôm nay em cũng chuẩn bị sẵn một cái bài thơ để tặng cho các bạn gái bên cạnh ạ. Ừ. Dạ. Xin chào em người con gái ăn thương, em ở đâu ăn tìm khắp phố phường, sao chẳng thấy dù chỉ là chiếc bóng, để lòng ăn mãi ngẩn ngơ vấn vương. Bắc Trung Nam ăn đều đã đi cả, từ thành thị hay nông thôn đều có, dấu chân ăn từ trong làng ngoài ngõ, tìm kiếm em sao mà khó thế kia. Nhưng em ơi chắc trời cao đã thấu, hiểu lòng ăn mong em như thế nào, để một ngày có chương trình bạn muốn, hẹn hò em kết duyên cho đôi ta. Trái tim ăn như muốn tan chảy ra, suốt cả ngày ăn đờn ca nhảy múa, đến khuya về ăn thức trắng làm thơ, để hôm nay mọi chuyện không phải mơ. Nói thật lòng ăn chẳng mong điều chi, có em rồi ăn không mong ước gì, thật đơn giản tay trong tay dạo phố, chỉ thế thôi người con gái ăn thương. Hay quá. Rồi bây giờ mời Tuyền nói về điểm mạnh điểm yếu của bản thân mình nè. Dạ, điểm mạnh của em thì em không có cao lắm, nhưng mà cũng không có xấu lắm, mà cũng biết sao ế tới giờ luôn chị. Điểm mạnh gì kỳ vậy hả? Dạ, là không có xấu lắm. Điểm mạnh là không có xấu lắm. À, không xấu lắm, không. Dạ. Cao lắm mà không biết sao ế từ giờ. Còn điểm yếu? Dạ, điểm yếu của em là tính em hay còn con nít á, không có biết lo, vô tư lắm. Cho nên là nhiều khi cái điểm yếu đó cũng là cái điểm mạnh của mình á. Ủa sao vậy? Dạ. Không biết lo là điểm mạnh hả? Dạ không, tại vì không biết lo, nó vô tư, nó còn có nít á, cho nên nhiều người nhìn em á, người ta nói em trẻ hơn tuổi. Em 28 chứ người ta nhìn em, người ta tưởng em 27 à. Trẻ ghê, trẻ hơn 1 tuổi. Dạ, trẻ. Ta tưởng gần dưới ta. Chứ nếu mà anh nhìn em tả bây giờ nhìn em chắc anh tưởng đâu 21 á. Sao vậy anh? Thí dụ vậy con nít quá nhìn tưởng đâu 21. Đó là điểm mạnh, điểm yếu. Mà sao điểm mạnh, điểm yếu của em nó cũng không rõ ràng ha Tuyền ha. Dạ em chưa có nói xong, cái anh Linh hỏi điểm yếu của em nên em nói điểm yếu luôn, chứ điểm mạnh em còn nhiều lắm. À vậy thôi bây giờ mình kể điểm mạnh nè. Dạ điểm mạnh của em. Em. Dạ tính của em thì rất là vui. Em có thể làm dâu được nè, làm vợ được, làm mẹ cũng được. Cái đó ai cũng làm được. Dạ vậy là hả con chị? Gái. Cái đó anh còn làm được, đừng nói chị em. Lời cái đó là con gái ai cũng làm được. Còn gì khác không? Dạ hết rồi anh. Hết rồi đó hả? Dạ. Cô bên kia lạ lắm nha. Bây giờ cô nghe nói thấy cô nó vui lắm rồi đó. Bây giờ mình đi vào đường tình cái đi. Từ trước tới giờ nếu mà cái mối tình chính thức song phương ấy thì em là chưa có một mối tình chính thức song phương nào. Chưa có luôn. Dạ vâng ạ. Có đơn phương. Dạ chỉ có đơn phương thôi ạ. Vì do mình nhét quá mà mình không có dám thổ lộ cho người ta biết. Mình đơn phương vậy mấy năm? Dạ từ cấp 3 cho tới lên học cao đẳng luôn ạ. Lâu vậy đó hả? Dạ. Giờ cuối cùng người đó đâu rồi? Dạ người ta đã đi qua nước ngoài rồi. Trời ơi. Đàn trai nhút nhát vậy đó, đàn gái thấy sao? Dạ em cũng nhát giống ảnh vậy đó. Dạ Tuyền, vậy bây giờ mình nói về tình yêu lúc trước của mình. Tình yêu của em thì sương sương cũng 7-8 mối chị, nhưng mà sâu đậm thì chỉ có 2 mối thôi. Dạ. Sương sương. Sương sương đó chị. Tình yêu sương sương là sao? Sương sương là gặp mặt.
đi chơi, uống cà phê. Dạ đúng rồi, đó là như là làm quen rồi nói chuyện rồi cảm thấy không hợp thì mình không tìm hiểu nữa vậy đó chị. Chào em gái. Dạ em chào anh. Sương sương là mình có nắm tay không? Dạ chưa, chỉ có đi uống nước rồi nhắn tin thôi. Nhắn tin có đậm đậm không? Dạ không, cũng kiểu như là em ăn cơm chưa? Dạ em ăn rồi, anh ăn cơm chưa? Vậy đó. À vậy đó hả? Vậy là sương sương đó. Sương sương, sương sương đó anh. Rồi đó là sương sương. Ừ. Còn mình cái mối tình mà nó sao sao thì sao em? Dạ nó sâu sâu thì cách đây cũng một năm mấy rồi. Anh đó thì nói chung là cũng thương lắm, nhưng mà tại vì công việc làm anh của ảnh không được suôn sẻ đó, rồi anh cảm thấy không có lo được cho em, cho nên là anh kêu em lấy chồng đi, đừng có đợi ảnh nữa. Ví dụ một ngày mà ảnh kinh tế anh khá giả, anh quay lại nói bây giờ anh có thể lo cho em rồi thì sao? Dạ lúc đó em có chồng rồi chị, lúc đó là em như với anh ấy nhớ anh tắt. Trả lời hay đó. Chứ trả lời em suy nghĩ lại chắc thiệt luôn á, tôi giận bà luôn á. Rồi vậy thì mẫu người đàn ông lý tưởng mà em mong muốn là gì? Dạ hồi xưa hồi còn trẻ trẻ đó, em thích một người đẹp trai nè, học giỏi, con nhà giàu, nhưng mà là người càng lớn tuổi nó cũng dễ hơn. Em chỉ cần cao hơn em, không hút thuốc nè, không để móng tay dài nè, đừng đeo mắt kiến, em không thích đeo mắt kiến. Anh vẫn đeo mắt kiến anh? Không biết tối về có đeo không chứ giờ không thấy đeo. Ủa mà sao không thích móng tay dài là sao em? Tại vì nhìn nó không có được men đó chị. À còn đàn ông mà để móng tay dài là em dị ứng ghê lắm. Em muốn kỳ á, móng tay mắc mới gì rủ mấy người ta đàn đó đúng hay rồi, ta làm đúng cái rồi. Nghề gì mà khửi môi môi móc móc á, ta để móng tay thì không lẽ người ta không men. Nhưng mà em không thích, anh không thích vậy. Không thích đúng không? Dạ, không thích. Rồi móng chân dài được không? Em không thích cái đó. Không thích luôn, nói chung không thích cái gì dài đúng không? Không thích móng tay. Dạ, không dài. Có cái dài em cũng thích anh. Có cái dài em thích hả? Dạ. Rồi tùy em. Dạ. Nãy giờ những cái yêu cầu bên đàn gái đưa ra em thấy đáp ứng được không? Dạ chắc cũng khoảng được từ 70-80% anh. 70-80% hả? Thiệt không? Vậy cũng ổn rồi đó. Để em qua em coi coi. Thằng trai ta ngon rồi nha. Thằng trai là nhìn cũng hot boy lắm á. Chào chị. Chào Thắng. Dạ. Xe bàn tay, đếm ngón tay cho chị coi nè. Trời. Không có dài. Không dài. Em thích mẫu hình lý tưởng thế nào? Dạ em mong tìm được một người con gái là có một chút gì đó là hả, mang đậm truyền thống của Việt Nam mình, pha lẫn với lại có chút một chút hiện đại. Và đặc biệt nếu mà tính cách thì có thể là biết quan tâm chia sẻ và lắng nghe với mọi người. Còn về ngoại hình thì sao? Dạ về ngoại hình là hả, dễ thương. Trời ơi. Dễ thương xinh xinh. Dễ thương bao dễ thương luôn. Dạ chị là bên này bao dễ thương. Dễ thương lắm. Rồi còn điều gì em không thích nhất ở dạ em không thích một người con gái là đôi khi là cũng nhiều chuyện quá và hay soi mói người khác. Nhiều chuyện bà tám đúng không? Đợi xíu. Tuyên. Dạ. Mình có nhiều chuyện bà tám rồi vậy không? Dạ không, em không có nhiều chuyện chị. Dạ. Em được cái đó không có nhiều chuyện. Có gì làm đăng Facebook mà có gì làm đăng Facebook mà. Trời ơi. Bé nhẹ nhàng, dễ thương, duyên dáng. Em không nhiều chuyện. Chuyện gì em nên đăng Facebook thôi, có gì đâu. Trời ơi, vậy cho còn hơn bà tám nữa, bà chín rồi. Thì bây giờ nếu mà tiến tới á thì bây giờ là em muốn là bên nhà gái xuống thống nhất Đồng Nai, về miền Đông hay là em về miền Tây? Miễn làm sao mà để cho cả hai có thể là phù hợp với nhau đó là được. Ừ. Nếu mà bạn gái mà có thể về Đồng Nai được thì quá tốt. Để chị hỏi, em muốn ảnh về miền Tây với em hay là em chuyển lên miền Đông sinh sống? Dạ thì mẹ em chuẩn bị sẵn vali rồi chị, chỉ cần ký tên là tên đường đó. Trời ơi. Là tiền á, đợi tôi đúng không? Đợi ký tên thôi đó. Dạ. Về Đồng Nai kiếm chỗ sẵn đi, tôi thấy có vali rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ gặp gỡ người thân ha. Hôm nay em đi với ai hả Tuyền? Dạ em đi với mẹ, với dì, với chị làm chung với em. À, chào mẹ của Tuyền. Dạ. Dạ chào MC Quyền Linh với anh Thư. Dạ. Tôi là mẹ của Bích Tiền. Mẹ ơi, mẹ dọn sẵn hành lý cho Tiền rồi hả mẹ? Nó nói trời nó tiếu vậy chơi. Mẹ thấy cậu trai bên đây dốc dáng thì cao ráo, sẵn sẻo, đẹp trai. À, mà cũng có công ăn chuyện làm ổn định. Tôi thì muốn cho hai đứa nó tìm hiểu với nhau thì có thể là tiến tới hôn nhân. Dạ, cảm ơn mẹ của Tuyền. Mời đàn trai. Hôm nay dạ, em đi với ai? Hôm nay em đi với lại ba của em với lại một người bạn thân của em. À, ba của Thắng. Dạ, chào ba của Thắng ạ. Ở trên xin gửi lời chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư. Dạ, cùng dạ, toàn thể các quý vị trong trường quay hôm nay. Thì xin nói về Thắng một chút, thì nói thật sự Thắng là con trai một trong gia đình.
Nhưng là cháu nhưng là rất là tính, rất là nhát gái. Nhưng là này 28 mà cũng chưa có những bạn gái. Sợ sợ vậy. Nói về bạn gái bên này thì bố nhận xét thì thấy cô gái bên này rất là duyên dáng, chịu hiền và dễ thương. Thì là bố ok vậy. Bố ok hả? Bây giờ thôi đằng đại diện đàn trai nói một vài câu với bên đàn gái đi chú. Chị hôm nay được lên chương trình thì hôm nay cũng là cái duyên của hai cháu. Thì anh nếu hai cháu mà đến được với nhau thì chúng ta tổ chức cái hôn nhân cho các cháu. Dạ thì tôi cũng đồng ý cho hai cháu rồi tìm hiểu với nhau rồi có thể tới tiến tới hôn nhân. Hai ông bà vui tương lai bắt tay cái đi. Rồi, hay quá. Dạ. Cảm ơn gia đình hai bên. Với sự góp ý của hai bên rồi, bây giờ vấn đề còn lại của hai em thôi nha. Cho mở rào đi Nam Thư. Và bây giờ mở rào. Bắt đầu đi Thắng. Chào em, hôm nay lần đầu tiên em gặp em và xin tặng em bó hoa này. Hy vọng là em sẽ mãi luôn vui vẻ tươi trẻ như cái bó hoa như ngày hôm nay. Anh, em cũng có quà tặng anh. Em làm cái khung hình này là chỗ để ảnh vợ. Nhưng mà cái khung hình đó, em biết anh chưa có vợ nên em để đại cái hình của em vô á. Rồi nếu mà anh có thích á thì anh để luôn cũng được, không sao hết trơn á. Dạ. Anh cảm ơn em rất nhiều. Trời ơi thiệt. Dễ thương. Tôi chịu quá đàn gái ghê luôn á nha. Duyên dáng dễ sợ luôn. Trời ghi chữ chỗ để ảnh vợ luôn. Sẵn cô để cổ trống luôn. Dạ. Được đó Thắng. Dạ. Cơ hội đó thôi, hai đứa nói chuyện đi, tôi coi cái hình coi. Bây giờ mình nói cảm nhận về nhau đi. Em nói gì đi em? Anh nói chứ đi. Thời gian rảnh em thường làm cái gì? Dạ rảnh là em hay ngủ. Tại vì công việc của em nó nhiều lắm, em hay bị thiếu ngủ cho nên rảnh là em ngủ mà. Em có thích đi xem phim hay là đi du lịch hay là Dạ có. Dạ cái nào em cũng thích hết. Anh thích là em thích à? Thích đi ăn chè không em? Chè hả anh? Đúng rồi. Dạ ít lắm, em thích ăn uống trà sữa. Uống trà sữa. Ngồi mình đi nha. Trà sữa ở mấy cái thì được. Ok em hôm nay cái này anh không thể biến mùa đông thành mùa hè, nhưng anh có thể dẫn em đi ăn chè suốt 4 mùa trong Nam. Rồi còn Tuyền, em có bài hát gì để tặng không? Dạ có. Em hát thì cũng được chứ không có hay cho nên anh chịu khó nghe. Rồi. Dạ em xin hát bài Ai Da Ai Da. Đứng lên Tuyền, đứng lên, hát cho dễ thương. Một ngày thật vui xôn xao, một chuyện tình đây đây sao. Thật xa được bao nhiêu lâu, ngày anh và em quen biết nhau. Và bây giờ nghe trong tai một câu người yêu khẽ nói. Nói đi anh. Nói liền Thắng, trời ơi anh yêu em. I love you, I love you. Đó. Ok. Ây da, ây da, ây da, nhưng em đâu biết con tim làm sao qua bất ngờ. Ây da, ây da, ây da, đắn đo chỉ đến sau này, cuộc đời hạnh phúc sẽ đến thôi. Dạ, em xin hát ạ. Cảm ơn em. Em hát hay. Cô dâu duyên dáng gì đâu. Duyên dễ sợ luôn á, thiệt. Cứ về là ngồi cười cả ngày. Sáng tới chiều luôn á. Dạ. Bây giờ nha, hai bạn chúng ta nhìn nhau, nói một câu thực sự từ tận đáy lòng của mình về nhau. Và sau đó chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Dạ, anh muốn nói với em một câu này. Trên bầu trời có 1000 vì sao sáng, nhưng chỉ có duy nhất một vầng trăng. Và anh hy vọng rằng em sẽ mãi là vầng trăng duy nhất trong lòng anh. Dạ. Trời ơi, cái cặp này ta nói thính nó bay. Thính nó đâu mà bay lung tung, bay lung tung là bay lung tung. Tiền. Dạ. Câu duyên dáng à? Bấm đi chị, khỏi nói chị, bấm. Bấm luôn hả? Dạ, bấm. Cặp này thôi khỏi, tự nó làm vậy làm đi Thư ơi. Em đếm 2-3 là hai mình bấm nha. Ok luôn. 1-2-3. Yeah. Ôi trời. Rất là. Nắm tay luôn. Dễ thương hết. Làm như là trời sinh ra tụi nó để yêu nhau vậy mà. Thôi hai đứa nắm tay nhau đi. Dán tay rồi ha, hôn nụ hôn đầu tiên đi ha. Trước khi mà xin phép bác cho con được hôn em thì con cũng muốn vài lời với em là nói với em là anh không phải Xuân Diệu
nhưng cũng biết làm thơ. Mượn gió xin gửi nhờ nụ hôn dành tặng em. Trời đất ơi, xin bác cho con hôn. Anh Linh ơi, ngày mai dọn cơm anh ơi. Đúng anh rồi, không phải nấu cơm mà người nấu cơm là em. Anh chỉ biết ăn cơm, ăn cơm rồi em dọn. Tức là trước khi làm gì cũng đọc một bài thơ. Làm cái gì cũng đọc thơ hết trơn. Hai đứa là gọi là trai tài gái sắc, dễ thương lắm. Anh rất thích cặp đôi này và hy vọng tụi em sớm tìm hiểu nhau để có thể hai bên đi đến gặp gỡ nhau nha. Dạ chị ơi, chào mọi người. Buổi buổi cách tin của bạn muốn hẹn hò ha, thì mọi thông tin nghề nghiệp, tên tuổi nè, câu chuyện của mình thì chị sẽ là người tự chủ động chia sẻ giúp cho em ha, chứ đừng có chờ biên tập là hỏi ha chị ha. Bây giờ chị giới thiệu giúp em là tên tuổi, họ tên, nghề nghiệp, quê quán của mình với. À, mình tên là Lan Thị Bạch Tuyết. Mình sinh năm 1983. Mình ở, thực tế ra là mình đang ở quê quán mình là ở thành phố Hồ Chí Minh. Do tính chất công việc á, thì hiện tại nên mình ra đảo, mình côn đảo mình làm việc. Mình đã ly dị lâu rồi mà, và hiện tại mình có một bé trai năm nay cũng được 15 tuổi. Ờ, nghề nghiệp mình là mình làm trong cái ngành khách sạn và buồng phòng, là khách sạn buồng phòng. Hiện tại là mình đang làm tại Systensis Côn Đảo Resort. Anh chị nói rõ giúp em là chị làm gì ở khách sạn ạ? Nhân viên buồng phòng. Rồi. Chị kết hôn được bao nhiêu lâu? À, mình kết hôn cũng được cỡ 3 năm rồi sau đó mình ly dị. Mình kết hôn từ năm 19 tuổi. Sau đó thì ly dị. Sau đó mình ly dị, giờ tới hiện tại tới bây giờ luôn vẫn chưa có kết hôn lần nữa. Mình ly dị được bao lâu rồi chị? Cũng được 15 năm rồi. Ồ, 15 năm. Rồi, chị cho em biết là lý do sao mà hai người gặp gỡ nhau như thế nào, rồi lý do tại sao hai người lại ly hôn? À, vấn đề là tụi mình là học sinh học cùng nhau chung năm lớp 12, sau đó hai bên ngồi chung bàn, chung chợ, chung ngồi chung bàn và quen nhau từ đó. Còn mà vấn đề về chia tay là do là anh ấy có người khác và có đứa con cũng lớn hơn mình. Có đứa con cũng được cỡ tầm 2 tuổi. Sau khi biết việc đó nên là mình cũng nên ly dị. Là chị ơi, tức là con riêng của chồng cũ của chị ấy, là lớn tuổi hơn con trai của chị hiện tại hả? Đúng rồi. Có nghĩa là trong thời gian kết hôn là chị kết hôn 3 năm chị mới có con, thì trong 3 năm đó là con anh ấy đã được 2 tuổi rồi. Đúng rồi. À, tức là lúc kết hôn với chị là cái người kia là đã có bầu rồi. Đúng rồi. Không, thật ra là lúc là tụi chị kết hôn là đã gần 1 năm sau là anh đã quen người đó và có con. À, và bây giờ là anh chồng cũ của chị là đang sống với cái người kia luôn. Vâng, đúng rồi, vẫn còn đang sống chung. Còn chị thì nuôi con. À, cũng đúng. Tại vì bạn ấy không, lúc đầu là bạn ấy cũng kêu mình phá thai. Nhưng mà mình nghĩ là do mình một bạn người nên là mình không có bỏ và vẫn nuôi và không cần tiền chu cấp của bên gia đình chồng, nên là từ đó giờ mình vẫn nuôi con được, mình đó vẫn có trách nhiệm đó. Mình là vợ chính thức luôn, có cưới xin cưới hỏi đàng hoàng luôn mà con mình ra lại còn như vậy nữa hả? Đúng rồi. Trời ơi. Thế mà vẫn chưa bị nghiệp quật hả chị? Nghiệp quật rồi. Tại vì biết sao, tại vì họ giống như là gia đình họ là người Bắc đó. Họ nghĩ là anh cậu bé, anh chàng đó là đã là con trai, thì đôi khi mà chồng mình là con trai trưởng, con trai lớn trong nhà, thì có một anh con trai. Nhưng mà khi mình thấy mình lúc mà, tại vì trong thời gian làm thủ tục ly hôn á, thì mình đâu biết mình mang thai. À, tới lúc mà xong xuôi hết trơn á mình mới biết mình có, thì mình sao mình đòi hỏi người ta được, sao mình đòi hỏi người ta là phải có trách nhiệm.
Nhưng mà ý là như vậy thì đã ly hôn rồi mà vẫn bắt chị kêu chị là bỏ con đi hả? Thì kêu giờ có rồi thôi bỏ đi, tại vì họ nghĩ là tốt cho mình đó, nhưng mà mình cũng không có muốn. Họ sợ trách nhiệm thôi chứ tốt thì cho mình chị. Thì mình hãy nghĩ tốt gì cho họ đi, mình đừng có nghĩ gì khác đó. Thôi em không, vậy em mới hỏi chị câu là đã bị nghiệp quật chưa? Có nghiệp quật rồi. Nghiệp quật sao rồi chị? Mười mấy năm trời dính vô đường ma túy là nghiệp quật rồi. Ừ, thôi. Hèn chi giờ chị nghĩ tốt cho người ta thôi, nghiệp quật cũng đủ rồi đúng không? Chính xác là vậy. Thế bây giờ con trai chị là đang ở thành phố với lại gia đình chị hả? Đúng rồi, bé đang ở thành phố và đang ở với bà ngoại. Còn chị thì đi làm thì thỉnh thoảng chị mới về thôi. Đúng rồi, cỡ 3-4 tháng mà lựa vào thời điểm mà ít khách bé mới bay về, ít khách du lịch là mình bay về. Chị ra đấy làm lâu chưa? Cũng được 1.5 năm rồi. Mới ra đó 1.5 năm thì trước đó là chị làm gì? Chị cũng làm bên ngành này và chị cũng làm ở khách sạn ở trong thành phố đó. Tại vì do thời điểm là do bị dịch bệnh á, nói chung là thành phố đóng cửa không, cái vừa mới thì ngoài đây thì cái ngành du lịch vẫn còn phát triển nên là bay ra đi làm, vừa bay ra tới khỏi đây là dịch bệnh nó bị bùng phát vào năm 21 á. Dịch nó bắt đầu thời điểm 20 bắt đầu nó mạnh á, là mình phải ra đây mình làm, mình làm đi luôn. Rồi, thế là sắp tới mà ghi hình là bay về đây để ghi hình rồi thăm con luôn được đúng không? Đúng rồi, tại vì mới Tết, Tết vừa rồi mới về nhà mà. Tại vì Tết vừa rồi mới về nhà xong. Dạ rồi, chị có điểm mạnh điểm yếu gì không? Có chứ, mọi con người ai cũng phải có điểm mạnh điểm yếu. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của chị là gì nè? Điểm mạnh là chị rất là thẳng thắn. Nó yêu thì yêu, mà không yêu thì nó thẳng, chứ đừng có mà nó cắt hai tay, chị không thích điều đó. Còn điểm yếu là hay mít ướt lắm. Ai làm chị mít ướt? Ai mà làm chị khó chịu là chị mít ướt. Mà dễ xúc động, dễ rơi nước mắt đúng không? Dễ xúc động lắm. Nhưng mà cũng gọi là đôi khi cũng đừng qua, mình cũng mạnh mẽ, đôi khi cũng mạnh mẽ lắm. Mạnh mẽ đến nỗi mà mình đôi khi mình phải sợ mình luôn. Đó là mẹ đơn thân 15 năm mà. Thật ra trước đó cũng có một mối tình, nhưng mà một cái vấn đề nữa mà thật sự là không ai muốn quen với chị là chị vô sinh. Chị không có khả năng chị có con nữa. Nhưng mà lúc trước chị cũng có quen, nhưng mà người ta đòi hỏi là có con, nhưng mà chị không có con được. Nên là quen chị sau này là không có em bé lắm đó. Chị nói chung là vậy, vô sinh bốn tháng đúng không? Không có sinh, không có khả năng đẻ nữa. Gọi là vô sinh thứ phát á. Tại vì ngưng lâu quá rồi. Không, chị vô sinh lâu rồi. Tại vì cái thời điểm mà vừa chia tay với chồng chị thì khoảng 1 năm sau chị có bạn trai mà. Chị vẫn có người mới. Thế xong rồi do là chị không đẻ được, người ta lại muốn có con. Nhưng mà chị quen nhau gần cả 5-6 năm mà không có em bé luôn. Cũng có những lần quan hệ nhưng mà không có em bé. Thì chị thả cho họ đi về, giống như tìm được người mới. Thì tìm được người mới thì đụng vô là có bầu. Bây giờ ta có 3-4 đứa con rồi đó. Nên là chị biết là chị bị vô sinh mà. Chị nói thẳng là chị không có đẻ được, nhưng mà người họ vẫn muốn quen. Thì kết quả không như họ mong đợi, nên là họ mình phải buông tay cho họ đi tìm người mới. Rồi, thế bây giờ là chị có năng khiếu hay tài lẻ gì không? Hát hò thì được không? Hát dở lắm, không có năng khiếu gì cả.
không có biết hát, cũng không có biết về là đàn tranh đàn ca gì, không có biết, không có biết gì hết. Tứ đổ tường thì biết những món ăn chơi không à, chứ không có biết mấy món mà năng khiếu. Tứ đổ tường là biết chơi mấy món mà đàn ông chơi sao chị chơi vậy được á, chứ còn mà năng khiếu thì không có đâu. Rồi, thế bây giờ chị mong muốn tìm mẫu bạn trai như thế nào nè? Thứ nhất là không bắt chị sinh con này. Đóng cửa lại giùm luôn. Rồi, ok. Cũng không biết nữa, mình chỉ cần tâm sự được là cảm thấy Tiết cũng ổn. Giống như, người biết lắng nghe Tiết. Tiết có một cái nhược điểm. Trên tuổi Tiết nè, hơn tuổi Tiết cũng được. Nói thôi là bằng tuổi chị ha. Là lúc lắng nghe Tiết là càng Tiết cũng thích, mình cũng thích hơn. Tại vì đôi khi trong công việc đó, có những cái mà cái chị áp lực đó, Tiết muốn cho một người biết lắng nghe mình. Ví dụ như mình áp lực quá, mình muốn kiếm một người tâm sự, nghe mình nói. Thì là đó cũng là một điều hay. Biết lắng nghe. Rồi, quê quán của bạn trai thì sao chị? Thôi, ở thành phố đi. Tức là nếu như quen bạn trai thành phố là chị sẽ về đúng không? Nếu được ở thành phố thì cũng ổn hơn. Rồi. Có điểm gì chị không thích ở bạn trai không? Bất tích vậy. Gì? Gì ta? Ngoại hình thì chị yêu cầu sao? Cao thấp mập ốm sao, 6 múi hay là 3 múi hay như thế nào? 6 múi đi ha, có 6 múi càng tốt ha. Ngoại hình thì vừa cũng được, tại vì bản thân chị cao tới 1m83 đó. Miễn sao là trên 1m83 là chị thấy ổn rồi đó. Đừng có lùn như vậy, không cổng chị được là chị buồn. Cao hơn chị là được, tức là 1m65 trở lên cũng được đúng không? Ok. Là phải nếu mà 6 múi thì càng tốt. Cổng là phải cổng được chị đúng không? Không phải cổng được chị. Ví dụ chị 1m63 mà kiếm anh chàng 1m50 thì sao mà cổng được chị đúng không? Đúng rồi. Chị bữa chị cũng quen một anh chàng hết rửa đâu có cổng được đâu. Bụng muốn chết luôn. Trời, công việc của bạn trai thì chị có yêu cầu không? Hả? Công việc của bạn trai chị có yêu cầu gì không? Không. Tại vì mọi người có một cái sở thích mà. Chị thì công việc của chị là buồn phòng thì chị không có bao giờ chê tay công việc của người khác. Mình mỗi công việc có một cái sự tôn trọng riêng. Nhà chị ở Sài Gòn là chị ở quận mấy? Nhà chị ở quận Nhất. Nhà quận Nhất. Dạ rồi. Ok chị Tuyết ha. Đó, có gì là chương trình sẽ liên hệ tiếp với chị để làm nội dung kỹ hơn nếu như có người phù hợp với chị nha. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, em cảm ơn chị Tuyết nhiều. Em chào chị.